Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Cầu Mễ Sở thuộc dự án vành đai 4 là một trong 4 cây cầu lớn sẽ bắc qua sông Hồng bên cạnh cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà. Cầu Mễ Sở cũng chính là cây cầu đầu tiên sẽ nối liền địa phận Hà Nội và Hưng Yên, mang lại nhiều giá trị chiến lược cho khu vực. Hiện tại, việc di chuyển giữa Hưng Yên và Hà Nội chủ yếu qua cầu Thanh Trì, đường 379 hoặc cầu Vĩnh Tuy, Trương Dương. Tuy nhiên, những cây cầu này đã và đang trong tình trạng quá tải. Những cây cầu cũ xây dựng nhiều năm trước như cầu Trương Dương gặp tình trạng xuống cấp. Cuối tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với phương án của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai xây dựng cầu Mễ Sở bắc qua sông Hồng. Dự án này được thiết kế với chiều dài khoảng 13,8 km, rộng 17m và tổng kinh phí ước tính lên đến 4.881 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cầu Mễ Sở sẽ tạo ra một lộ trình mới từ trung tâm Hà Nội đến huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thay thế cho lộ trình hiện tại qua cầu Thanh Trì và phà Mễ Sở, vốn tốn rất nhiều công sức và thời giờ di chuyển. Công trình này còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giữa cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ đó giảm bớt áp lực giao thông vận tải trong nội thành, giảm thiểu tình trạng ùn tắc. Bên cạnh đó, cầu Mễ Sở sẽ mở ra cánh cửa phát triển mạnh mẽ cho các khu vực phía Bắc của tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là các dự án bất động sản và khu công nghiệp. Các khu vực như Yên Mỹ, Văn Giang vốn đã và đang hình thành những đô thị quy mô và trung tâm công nghiệp phát triển của tỉnh. Giờ đây sẽ tiếp tục thu hút đầu tư nhờ vào khả năng kết nối giao thông thuận tiện, đưa khu vực này trở thành một đô thị vệ tinh của Hà Nội. Đặc biệt với việc kết nối trực tiếp với đường vành đai 4, cầu Mễ Sở sẽ đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế và giao thông của cả vùng. Giảm chi phí logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển bất động sản và mở rộng quy hoạch đô thị tại khu vực. Theo ghi nhận của thị trường bất động sản phía Tây thủ đô, khi đường vành đai 4 thi công vượt tiến độ, các địa phương ven tuyến đường như Hoài Đức, đặc biệt là những khu vực An Khánh, Song Phương, Đức, Thượng, Dương Liễu và Tiền Yên đã ghi nhận mức tăng lên tới 30% trong năm nay so với năm 2023. Các chuyên gia cho rằng dự án vành đai 4 và cầu Mễ Sở sẽ thu hút một lượng lớn cư dân và lao động đến sinh sống và làm việc trong khu vực, tạo ra nhu cầu gia tăng về nhà ở và dịch vụ. Điều này mở ra cơ hội đầu tư đa dạng cho các dự án nhà ở và thương mại, từ căn hộ chung cư biệt thự cho đến trung tâm thương mại và văn phòng. Những dự án bất động sản nằm dọc theo vành đai 4 hoặc gần các nút giao thông lớn sẽ hưởng lợi lớn nhất khi tuyến cầu đường này hoàn thiện. Dự án Sông Hồng Diamond City nằm tại vị trí sầm uất nhất của huyện Yên Mỹ Hưng Yên đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư nhờ vị trí chiến lược gần các khu công nghiệp lớn. Đường 379 và 382 hiện nay đã mở rộng từ 4 đến 6 làn xe, giúp tăng cường khả năng kết nối giữa dự án và các khu vực trọng điểm như Hà Nội, các khu công nghiệp lớn cũng như các tỉnh lân cận. Đây là những tuyến đường chiến lược nối liền các khu đô thị vệ tinh và khu công nghiệp, góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cũ và tăng tốc di chuyển. Nhờ có các tuyến đường này, cư dân và doanh nghiệp tại Sông Hồng Diamond City sẽ không chỉ dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố mà còn thuận lợi kết nối với các khu công nghiệp lớn trong vùng như khu công nghiệp Phố Núi, khu công nghiệp Thăng Long 2 và khu công nghiệp Yên Mỹ. Điều này thúc đẩy hoạt động giao thương và phát triển kinh tế, giúp khu vực này thu hút lao động, cư dân và đầu tư. Đặc biệt đối với các nhà đầu tư, hạ tầng giao thông hiện đại giúp tối ưu hóa giá trị bất động sản nhờ tính thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá trong tương lai. Dự kiến từ ngày 15 tháng 11, tàu cao tốc Tuần Châu Express do Công ty Cổ phần Đầu tư Havaco vận hành sẽ chính thức đi vào hoạt động tuyến Hạ Long – Quảng Ninh – Cát Bà – Hải Phòng. Khi đi vào hoạt động chính thức, đây sẽ là chuyến tàu chạy hàng ngày được khởi hành từ cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu lúc 7:30 và đến vịnh Đồng Hồ thuộc trung tâm thị trấn Cát Bà, thành phố Hải Phòng lúc 8:30. Sau đó, tàu sẽ lại đưa khách từ vịnh Đồng Hồ đến cảng Đồng Bài trước khi trở về vịnh Đồng Hồ. Đến 15 giờ cùng ngày, tàu sẽ từ vịnh Đồng Hồ trở về cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Theo đó, người dân và du khách sẽ chỉ mất khoảng 1 tiếng để đi từ Hạ Long đến trung tâm thị trấn Cát Bà với mức giá là 250.000 đồng một người một lượt.
Tàu Tuần Châu Express được đánh giá là tuyến vận chuyển hành khách đường biển bằng tàu cao tốc hiện đại đầu tiên khai thác, kết nối vùng di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà. Đây là dòng cao tốc hai thân được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, có sức chứa lên đến 300 khách với nhiều tiện ích giải trí. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 28 hải lý trên giờ và tính ổn định cao, chống ồn, chống say sóng và có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, gió cấp 7. Việc đưa chuyến tàu cao tốc Hà Nội Cát Bà vào hoạt động sẽ giúp người dân du khách có thêm những trải nghiệm thú vị, giảm lưu lượng và áp lực cho các tuyến phà vốn rất đông đúc vào những ngày cuối tuần cũng như là thời gian di chuyển mất nhiều giờ đồng hồ. Đây cũng nhằm hiện thực hóa việc tăng cường kết nối quần thể di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà sau khi cả hai nơi này được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Với vị trí địa lý đặc biệt, cảnh quan thiên nhiên đa dạng và di sản lịch sử văn hóa phong phú, quần đảo Cát Bà hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm quay phim đặc biệt hấp dẫn không chỉ đối với trong nước mà còn có các tác phẩm quốc tế. Cát Bà có vịnh Lan Hạ thuộc top những vịnh đẹp nhất thế giới cùng quần thể núi đá vôi trên biển có hình thù độc đáo và hệ thống hang động đa dạng. Đây là những yếu tố tiềm năng để Cát Bà có thể phát triển theo hướng trở thành phim trường không chỉ của điện ảnh trong nước mà còn cho thế giới. Một số địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Phú Yên đã được các nhà làm phim chọn làm nơi để quay các bộ phim nổi tiếng. So sánh về cảnh quan và địa thế, quần đảo Cát Bà của Hải Phòng có nhiều điểm tương đồng với các địa phương này. Do đó, trong tương lai nếu đi đúng hướng, Cát Bà hoàn toàn có thể trở thành phim trường của điện ảnh trong nước và quốc tế. Thông qua đó sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi và đồng nhất, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Cát Bà. Theo đề xuất của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, hai đoạn cao tốc trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ được đưa vào khai thác tạm trong tháng 11, trong đó có một đoạn tuyến qua tỉnh Đồng Nai. Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng, dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác một phần gói thầu A7 và một phần gói thầu A6.4 dài hơn 7 km kết nối quốc lộ 51 đến nút giao Phước An đoạn qua hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành, tỉnh Đồng Nai, thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức Long Thành sẽ vào khai thác tạm vào tháng 11 năm 2024 theo đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc VEC. Đoạn tuyến nút giao Phước An, nút giao quốc lộ 51 đưa vào khai thác cùng với thời điểm với cảng Phước An, huyện Nhơn Trạch vận hành sẽ khai thác đồng bộ hệ thống hạ tầng đường bộ, cảng biển và chia sẻ áp lực giao thông trên quốc lộ 51. Đến nay, đoạn tuyến này đã cơ bản hoàn thành, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Những hạng mục còn lại như sơn kẻ đường, lắp đặt biển báo và hàng rào bảo vệ hành lang cao tốc và thi công các nhánh rẽ kết nối cao tốc, trạm thu phí. Đoạn tuyến này cũng đi qua khu rừng ngập mặn thuộc rừng phòng hộ Long Thành. Nhà thầu sẽ trồng thay thế 14 hectare rừng nước bù vào, 7 hectare rừng phòng hộ đã thu hồi đất để xây dựng công trình cao tốc này. Dự án cao tốc Bến Lức Long Thành thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông được khởi công vào tháng 7 năm 2014 do VEC làm chủ đầu tư với tổng chiều dài dự án 57,8 km đi qua các địa phương Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định số 2118 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu số 3 đô thị Mộc Châu tỉnh Sơn La, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch 2.614 ha, dân số khoảng 53.800 người. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch phân khu số 3 thị trấn Đông Trường Mộc Châu, xã Phiêng Luông và một phần các phường Bình Minh và Vân Sơn. Đối với thị trấn Nông Trường Mộc Châu gồm các tiểu khu Thảo Nguyên, Hoa Ban, Triềng Đi và Bảy Bản của xã Phiêng Luông là Tiến Phong, Muống, 83, Sồng Lồng, Suối Khem, Piềng Sàng, Ba Hốc. Ranh giới lập quy hoạch phía bắc giáp tiểu khu
trên 5, tiểu khu 66 thị trấn Nông Trường Mộc Châu và xã Phương Luông, phường Vân Sơn Dự Kiến, phía nam giáp xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, phía tây giáp tiểu khu Vườn Đào, Tiền Tiến, phường Bình Minh Dự Kiến, phía đông giáp xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Khu đô thị này được quy hoạch là khu chức năng du lịch trọng điểm và vùng đệm trong khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đây sẽ là khu vực cửa ngõ của đô thị Mộc Châu gắn với khu dân cư hiện hữu, kết nối tuyến cao tốc Hòa Bình Mộc Châu nhằm phát triển các khu thương mại dịch vụ, du lịch, ở, khu sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, thể thao, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, đào tạo du lịch gắn với các đô thị. Dân cư hiện hữu là khu vực cửa ngõ của đô thị Mộc Châu kết nối tuyến cao tốc Hòa Bình, Mộc Châu, Sơn La. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng hướng dẫn đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc đô thị và các nội dung khác có liên quan theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu trình phê duyệt hồ sơ, đồ án quy hoạch phân khu. Giao Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng đồ án quy hoạch và tính chính xác về số liệu trong hồ sơ đồ án, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung số liệu trình thẩm định phê duyệt. Đối với các sở ngành, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo quy định của pháp luật. Đối với những tín đồ du lịch, huyện Mộc Châu là viên ngọc xanh của núi rừng với hàng loạt giải thưởng. Vào tháng 9 năm 2023, Mộc Châu được vinh danh là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu châu Á 2023. Điểm đến này cũng lần thứ hai được xướng tên điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới. Cơ sở hạ tầng chắp cánh cho ngành du lịch Mộc Châu phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, khi huyện này đang được quy hoạch để trở thành thị xã và khu du lịch quốc gia Mộc Châu vào năm 2025. Tuyến đường sắt dài 380 km đi qua 8 tỉnh thành, sở hữu 73 cây cầu lớn, sẽ được khởi công vào năm 2027. Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với mục tiêu trình Quốc hội xem xét và quyết định chủ trương đầu tư vào năm 2025 và khởi công vào năm 2027. Theo kế hoạch, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đã được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án này. Dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện hệ thống giao thông quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, đặc biệt là tăng cường thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trước đó, Chính phủ đã quyết định cấp 4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho Bộ Giao thông Vận tải để phục vụ công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho tuyến đường sắt này. Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định số 864/QĐ-TTg phê duyệt việc cấp 4 tỷ đồng từ ngân sách trung ương năm 2024 theo đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Vào tháng 2 năm 2024, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo số 57 truyền đạt kết luận của Thường trực Chính phủ về việc đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia. Trong đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan làm việc với phía Trung Quốc để thống nhất về biên bản ghi nhớ phương án hỗ trợ và hợp tác đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Trước mắt, dự án tập trung vào việc khởi công tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào năm 2025, đồng thời nghiên cứu các phương án huy động vốn vay ưu đãi nước ngoài và phát hành trái phiếu để phục vụ đầu tư. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt này có tổng chiều dài khoảng 380 km, sử dụng khổ đường tiêu chuẩn 1435 mm và sẽ được chia làm hai giai đoạn. Đoạn Hà Nội - Hải Phòng dự kiến hoàn thành trước năm 2030, còn đoạn Hà Nội - Lào Cai sẽ triển khai sau năm 2030. Tuyến đường sắt không chỉ kết nối các tỉnh phía Bắc mà còn mở rộng liên kết với Trung Quốc qua cửa khẩu Hà khẩu Lào Cai. Dự án đi qua 8 tỉnh thành phố bao gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng với điểm cuối tại cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, một điểm kết nối quan trọng cho phát triển cảng biển và logistics quốc gia.
Tuyến đường sắt sẽ có 73 cây cầu lớn với tổng chiều dài hơn 130 km, 25 hầm dài, 25 km và 38 nhà ga, trong đó sẽ xây mới 29 nhà ga. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng từ 10 đến 11 tỷ đô la Mỹ và tuyến đường sẽ khai thác cả vận hành, vận tải hành khách lẫn hàng hóa. Dự báo năng lực vận tải dài hạn của tuyến là 10 triệu tấn hàng mỗi năm với 15 đôi tàu chạy mỗi ngày. Trên toàn tuyến sẽ có 41 ga, trong đó 5 ga chính là Lào Cai, Yên Thường, Nam Hải Phòng, Hạ Long và Cái Lân. Ngoài ra có 27 ga nhường tránh tàu và 5 ga trung gian phục vụ cả hành khách lẫn hàng hóa. Dự kiến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và giao thông, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt là thương mại biên giới với Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.